Kính chào quý khán thính giả, kính thưa quý vị, chúng tôi là Mai Tuấn. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị đến với chương trình tin tức hệ thống truyền hình VBS. Hôm nay là ngày thứ năm. Kính chúc quý vị có nhiều sự bình an và luôn luôn mong được sự ủng hộ của quý vị để chúng tôi tiếp tục sự phục vụ tốt. Sau đây Mai Tuấn xin gửi đến quý khán thính giả một số các tin tức về Hoa Kỳ. Trong đó có một vài tin chính như sau. Iran đã tấn công lực lượng Hoa Kỳ ở Iraq. B-52 của Mỹ sẵn sàng không kích Iran. Lại thêm hai người Trung Quốc bị bắt vì đã chụp ảnh căn cứ quân sự của Hoa Kỳ. Sau đây là bản tin đầu tiên về Hoa Kỳ. Như tin tức thế giới đã dự trù vào Hoa Kỳ chúng ta, từ Tổng thống Donald Trump cho đến ông Pompeo, Bộ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ cũng đã dự đoán thì Iran đã thực sự khai hỏa tấn công vào hai căn cứ của Hoa Kỳ tại Iraq. Bản tin cho hay là Iran đã phát động một cuộc tấn công bằng phi đạn nhắm các lực lượng do Hoa Kỳ lãnh đạo ở Iraq vào rạng sáng ngày thứ Tư vừa qua để trả đũa cho vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Hoa Kỳ, là đã hạ sát một chỉ huy người Iran, đó là tướng Soleimani, khơi lên lo ngại về một cuộc chiến rộng lớn hơn ở Trung Đông. Chính quyền của Tehran đã ra lệnh bắn hơn một chục phi đạn. Bản tin không nói rõ, nhưng mà một số các nguồn tin khác cho biết là khoảng 22 loạt đạn pháo từ lãnh thổ của Iran nhắm vào hai cơ sở của Hoa Kỳ ở Iraq, nơi đồn trú của các quân nhân trong liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo, vào lúc khoảng 1 giờ 30 phút sáng giờ địa phương. Quân đội Mỹ cũng đã cho biết như vậy hôm thứ Ba. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã nói trên Twitter vào cuối ngày thứ Ba rằng một thẩm định về thương vong và thiệt hại từ các cuộc tấn công đang được tiến hành. Và bản tin hôm nay cũng cho biết rõ là không có ai bị thương cả. Và Tổng thống Donald Trump viết trên Twitter, không sao cả, tất cả đều bình an, tuy rằng có gây một số thiệt hại nhỏ. Đó là cái bản tin nói về chính quyền Iran đã chính thức khai hỏa, được gọi gần như là trả thù cho cái đòn giết chết tướng Soleimani của Iran. Và thưa quý vị, cũng trong cái bản tin của ngày hôm nay chúng tôi nhận được thì Tổng thống Donald Trump cũng đã lên tiếng nói về cái cuộc bắn đạn liên đạn đạo hỏa tiễn của Iran đây. Và Tổng thống theo như báo chí cho biết thì có vẻ như nói một cách gọi là không có gọi là hung hăng để trả đũa hay gì khác, nhưng mà có vẻ từ từ. Và dĩ nhiên là cái thái độ của Tổng thống Donald Trump cũng rất được hoan nghênh, bởi vì một bên thì Iran chắc chắn là sôi sục, nhưng mà chắc chắn Iran như báo chí nói thì cũng không có dám làm mạnh hơn nữa, bởi vì họ biết người và biết ta, họ biết thế nào là sức mạnh của Hoa Kỳ. Và cũng liên quan đến bản tin này thì bản tin cho biết là phía Iran đã xác nhận là đã có hành động tấn công. Quân đoàn vệ binh cách mạng Hồi giáo của Iran đã chính thức xác nhận là họ đã bắn phi đạn để trả đũa vụ hạ sát tướng Soleimani vào tuần trước của Hoa Kỳ. Phát biểu này đã khuyến nghị Hoa Kỳ phải rút khỏi khu vực để tránh chịu thêm các tử vong, và cảnh báo các đồng minh của Hoa Kỳ, bao gồm cả Do Thái, là chớ cho phép các cuộc tấn công từ lãnh thổ của họ. Phát ngôn viên của Ngũ Giác Đài đã nói trong một tuyên bố rằng các căn cứ bị nhắm mục tiêu là căn cứ không quân Al-Assad và một cơ sở khác ở thị trấn Erbil ở miền Bắc Iraq. Phát ngôn viên của Ngũ Giác Đài nói, trong khi chúng tôi đánh giá tình hình và phản ứng của mình, chúng tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ và phòng vệ các nhân viên, các đối tác và đồng minh của Hoa Kỳ trong khu vực. Và bản tin mới nhất mà chúng tôi nhận được, thưa quý khán thính giả, thì
cho rằng Hoa Kỳ dường như đã biết trước căn cứ sẽ bị tấn công bằng liên đạn đạo, cho nên đã di chuyển các gọi là nhân sự, tức là các binh sĩ không quân của cái căn cứ không quân của Hoa Kỳ ở Assad, cho nên là Iran đã không có gây thương tích nào cho các binh sĩ Hoa Kỳ. Trong khi đó, chính quyền Iran thì tuyên bố là cuộc không kích của họ bằng hỏa tiễn liên đạn đạo đã giết chết khoảng 80 binh sĩ Hoa Kỳ. Đó hoàn toàn là tin phịa, thưa quý khán thính giả. Và dĩ nhiên thì sau cái đòn tấn công của Iran thì máy bay thì gọi là chiến đấu F-35 của Hoa Kỳ đã chuẩn bị cất cánh để đáp trả. Ngay sau khi Iran tấn công, theo như bản tin nói, các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ bằng tên lửa, Hội đồng An ninh Quốc gia của Hoa Kỳ đã họp khẩn tại Tòa Bạch Ốc để lên kế hoạch phản công. Bản tin cho biết rõ là ngay sau khi Iran tấn công bằng tên lửa vào căn cứ không quân Al Asad của Hoa Kỳ ở miền Tây Iraq, thì một cuộc họp khẩn cấp đã được Tòa Bạch Ốc triệu tập. Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng ngay sau cuộc họp thì đã đưa ra tuyên bố như sau: sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ các nhân viên, các đối tác và các đồng minh của mình trong khu vực. Và trong một diễn biến có liên quan thì các máy bay chiến cơ đấu cơ F-35 của Hoa Kỳ, và đây là một loại máy bay chiến đấu gọi là tân tiến nhất của Hoa Kỳ và có thể nói trên cả thế giới, vừa cất cánh từ một căn cứ ở nước Ả Rập Saudi ngay sau khi căn cứ quân sự bị tấn công. Giới quan sát đã nhận định là nhiều khả năng các máy bay chiến đấu cơ F-35 của Hoa Kỳ được Hoa Kỳ điều động để tấn công đáp trả phía Iran sau khi căn cứ quân sự của Mỹ bị Iran không kích. Nhưng mà như chúng tôi đã nói ở cái bản tin đầu là Tổng thống Donald Trump đưa ra cái lời phát biểu sau vụ tấn công, những lời nói tương đối là điềm đạm, từ tốn và không có tính cách mạnh mẽ và ầm ĩ để trả đũa. Nhưng mà đó cũng là chiến thuật, thưa quý vị, để chúng ta hiểu Tổng thống Donald Trump khi thì thật mạnh như vũ bão, có khi thì lại nhẹ nhàng đầu đó. Đó là cái đường lối, chả biết lúc nào Hoa Kỳ làm rầm 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 một cái thì sao. Đó là ba bản tin liên quan đến vấn đề Iran đã tấn công vào hai căn cứ của Hoa Kỳ ở tại Iraq, thưa quý khán thính giả. Bước sang một bản tin khác cũng liên quan đến vấn đề Iran và Hoa Kỳ. Một giới chức cao cấp của Hoa Kỳ vừa cho biết là Hoa Kỳ đã không cấp visa cho Ngoại trưởng của Iran đến họp ở Liên Hiệp Quốc, mà trụ sở chính của Liên Hiệp Quốc là ở thành phố New York. Bản tin viết, Hoa Kỳ đã từ chối cấp thị thực cho Bộ trưởng Ngoại giao Iran, đó là ông Javad Zarif, để ông này có thể đến tham dự cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ở New York ngày hôm nay thứ Năm, 9 tháng 1. Một giới chức Hoa Kỳ không muốn nêu danh tính đã cho biết như vậy cách đây 2 ngày, trong tình hình căng thẳng leo thang giữa hai nước sau khi Hoa Kỳ giết chết tên tướng chỉ huy quân sự nổi tiếng nhất của Iran, đó là tướng Qasem Soleimani. Theo thỏa thuận, trụ sở chính của Liên Hiệp Quốc được thành lập năm 1947 là Hoa Kỳ phải cho phép các nhà ngoại giao nước ngoài đến trụ sở của Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, Washington nói họ có thể từ chối thị thực vì các lý do an ninh, khủng bố hay chính sách đối ngoại của chính phủ. Chính vì vậy, Hoa Kỳ dựa vào cái nguyên tắc đó và đã chính thức từ chối không cho ông Zarif, Bộ trưởng Ngoại giao của Iran, đến trụ sở Liên Hiệp Quốc ở thành phố New York để họp. Có lẽ đó cũng là một trong những cái hợp lý, hợp tình đó, phải không thưa quý vị? Mặc dù là trụ sở của Liên Hiệp Quốc đấy, nhưng mà trụ sở này nằm trong đất nước của chúng tôi, và chúng tôi dĩ nhiên là nếu không có gì đi ngược lại với sự an ninh của quốc gia thì để cho quý vị tới. Nhưng mà trong cái tình trạng này thì làm sao có thể chứa được, cho nên không cho là phải, thưa quý vị. Đó là bản tin nói về việc Hoa Kỳ không cấp visa cho Ngoại trưởng Zarif
Và như bản tin nói ở phần trên đó là ông Zarif đến trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York để tham dự cuộc họp của Hội đồng Bảo an. Dĩ nhiên nếu để trong này đến thì sẽ là cái cơ hội để chúng ta mở miệng rộng rãi thêm và lại tuyên bố tùm lum tào lao. Thưa quý khán thính giả, một bản tin kế tiếp thưa quý vị, đó là máy bay B-52 là một loại anh tặc cơ chiến lược đã từng sử dụng trong nhiều thập niên trước, trong đó có chiến tranh Việt Nam. Khi nói đến B-52 thì đâu đó cũng đều rung mình khiếp sợ. Và lần này thì bản tin nói là máy bay B-52 của Mỹ đã sẵn sàng để không kích Iran. 6 chiếc oanh tạc cơ loại B-52 của Mỹ sẽ bay tới đảo Diego Garcia trên Ấn Độ Dương và sẵn sàng tham gia không kích Iran. Đó là theo sự tiết lộ của một quan chức ngũ giác đài. Một quan chức Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cách đây 2 ngày đã nói với đài CNN rằng ngũ giác đài có kế hoạch triển khai 6 oanh tạc cơ B-52 tới đảo Diego Garcia thuộc lãnh thổ của Ấn Độ Dương thuộc Anh. Viên chức này nói những chiếc máy bay này sẽ sẵn sàng tham gia chiến dịch không kích Iran nếu được lệnh. Hoa Kỳ trước đây thường đưa các loại anh tạc cơ B-52 tới Qatar khi căng thẳng với Iran leo thang, đã từng có những lần như vậy nhưng chưa sử dụng. Quan chức Mỹ cho hay là ngũ giác đài lần này quyết định chọn đảo Diego Garcia vì địa điểm này nằm ngoài tầm bắn của tên lửa Iran. Đảo Diego Garcia nằm cách mũi phía nam của đất liền Iran khoảng 3.700 cây số. Và đó là cái bản tin nói về chiến đấu cơ loại thượng thặng chiến lược B-52 của Hoa Kỳ đã sẵn sàng thả những, phải nói rằng không phải là 1-2 mà cả ngàn vạn tấn bom như đã từng sử dụng trước đây ở chiến trường Việt Nam. Chúng tôi còn nhớ là lúc đó còn đang là sinh viên hoặc là học sinh trung học. Mỗi lần mà nghe thấy ầm ầm hàng chùm như vậy thì mặc dầu không nằm ở trong quân đội nhưng mà cũng biết rằng máy bay B-52, các giáo sư dạy chúng tôi bảo các anh biết gì không, đó là máy B-52 của Mỹ đang thả ở chiến khu D hoặc là đường mòn Hồ Chí Minh trong chiến tranh Việt Nam. Thưa quý khán thính giả, ngoài những tin về chiến sự có vẻ nóng hổi trong những ngày qua như Mai Tuấn vừa gửi tới quý khán thính giả, chúng tôi gửi tới quý vị một cái tin về thương mại Hoa Kỳ, về cái sự thâm hụt thương mại đã được giảm một cách rất tốt. Và đây là tốt nhất trong 3 năm. Bản tin nói là thâm hụt thương mại của Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 3 năm trong tháng 11 vừa qua khi báo cáo được nói đến. Bản tin nói thêm là do chiến tranh thương mại của Hoa Kỳ và Trung Quốc và xuất khẩu tăng trở lại, thì Bộ Thương mại Mỹ cho biết là thâm hụt thương mại đã giảm xuống 8.2%, còn 43.1 tỷ đô la trong tháng 11. Và đây là con số nhỏ nhất kể từ tháng 10 năm 2016, tức là đã 3 năm rồi. Sự cách biệt thương mại, thưa quý vị, sự cách biệt thương mại đã thu hẹp 0.7% trong tháng 11 và đang trên đà đạt mức sụt giảm hàng năm đầu tiên kể từ năm 2013. Như vậy là tốt cho nền kinh tế của Hoa Kỳ. Khi điều chỉnh theo lạm phát, thâm hụt thương mại hàng hóa giảm 3 tỷ Mỹ kim xuống còn 75.3 tỷ Mỹ kim trong tháng 11. Và đây là thấp nhất như bản tin nói trên kể từ tháng 3 năm 2017. Các nhà kinh tế dự kiến là thương mại sẽ thêm ít nhất 1.5 điểm phần trăm vào tăng trưởng tổng sản lượng quốc nội, tức là GDP trong quý 4 sau 2 quý liên tiếp đóng vai trò như là cái lực cản. Tuy nhiên thì tăng trưởng từ thương mại dự kiến sẽ bị hạn chế phần nào bởi sự điều tiết trong tốc độ tích lũy hàng tồn kho. Và như vậy thì thương mại của nền kinh tế của Hoa Kỳ sẽ vững chãi thêm. Có lẽ cũng là một tin tốt cho Tổng thống Donald Trump trong những ngày tháng sắp tới khi mà tổng tuyển cử
vào tháng 11 để bầu lại. Và đó là tin vui cho tất cả mọi người chúng ta và cũng là tin vui cho Tổng thống Donald Trump. Một bản tin khác nữa về vấn đề thăm dò, do thám thăm dò các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ. Như năm 2019, VBS đã đưa tin một vài tin liên quan đến vấn đề bắt một vài người Trung Quốc lúc thì xâm nhập vào khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Donald Trump, lúc thì thăm dò gọi là đi lạc vào cái khu quân sự của Hoa Kỳ ở Key West. Bây giờ lại thêm một cái tin nữa là hai người Trung Quốc vừa bị bắt vì đã đi vào và chụp ảnh căn cứ quân sự của Hoa Kỳ. Theo tờ Hoa Nam buổi sáng tại Hồng Kông thì vụ bắt giữ Wang Yuhao và Yang Yelun cuối tuần vừa qua đã nâng tổng số công dân Trung Quốc bị Hoa Kỳ bắt giữ với cáo buộc là đã chụp ảnh trái phép căn cứ hải quân Key West tại tiểu bang Florida lên tất cả 4 người. Theo Cục Điều tra Liên bang FBI, ông Wang và ông Yang đã lái xe tới một cổng phụ của căn cứ không quân và nhân viên an ninh nói với hai công dân Trung Quốc rằng họ không được phép vào bên trong nếu không có thẻ quân đội. Cơ quan FBI cho biết họ đã bất chấp yêu cầu của nhân viên an ninh. Hai người này vẫn lái xe vào trong và bị bắt khoảng 30 phút sau đó, sau khi chụp ảnh các cơ sở bên trong căn cứ. Đúng là gan lì, phải không thưa quý vị? Hai công dân Trung Quốc này đã ra trình diện trước tòa lần đầu tiên hôm 6 tháng 1 vừa qua và sẽ có phiên hạch hỏi khác vào ngày 10 tháng 1, tức là ngày mai, tại Tòa án Liên bang ở Key West. Và bản tin còn nhắc đến hai cái vụ việc tương tự cũng từng xảy ra khi các công dân Trung Quốc bị bắt vì đã chụp ảnh căn cứ Key West. Và bản tin còn nói rõ thêm là Key West là một trong những trung tâm liên hợp tình báo đứng đầu thế giới, rất quan trọng. Có lẽ vì vậy mà những người phải nói lần thì là spy, tức là điệp viên của Trung Quốc, đã mon men đến gần bằng bất cứ giá nào. Hải quân Mỹ mô tả căn cứ Key West là một trong những trung tâm liên hợp tình báo hàng đầu thế giới. Thưa quý vị, căn cứ này đã theo dõi hơn 1.000 mục tiêu mỗi ngày. Dễ kinh hoàng không thưa quý vị? Để biến các hình ảnh tình báo thành các chương trình thực tế ảo. Căn cứ Key West cũng giám sát hàng chục triệu cây số vuông bề mặt trái đất để xác định các mối đe dọa tới an ninh của Mỹ, bao gồm các hoạt động vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào Hoa Kỳ. Nhân sự từ toàn bộ 5 nhánh của quân đội Mỹ và đại diện của 13 quốc gia làm việc tại căn cứ này. Và các vụ bắt giữ trên đã diễn ra trong bối cảnh giới chức Mỹ nghi ngờ Trung Quốc có liên quan tới nỗ lực nhằm đánh cắp các bí mật của Washington, từ đó làm giảm suy cái tầm ảnh hưởng của Hoa Kỳ trên toàn thế giới. Cho nên họ cố gắng mon men vào đây. Và chắc chắn trong những quốc gia tham gia vào cái hoạt động thường ngày của căn cứ Key West thì không có Trung Quốc và cũng không có Nga. Đó là bản tin sau cùng về chương trình tin tức ngày hôm nay của chúng tôi gửi tới quý vị, nói tới tin Hoa Kỳ. Và sau phần thông tin thương mại, mời quý khán thính giả trở lại để nghe một số các tin về thế giới với một vài tin chính như sau. Một chiếc máy bay của Ukraine chở 180 người đã rơi ở Iran. Hàng không thế giới xáo trộn lịch bay sau cuộc tấn công của Iran vào căn cứ Hoa Kỳ.